Bonsa Đa Huy xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, Bonsa Đa Huy đang có mặt ở triển lãm Hoa Cây Cảnh Long Biên năm 2024. Quý vị nhìn thấy triển lãm Hoa Cây Cảnh Long Biên đầy ắp những tác phẩm cây cảnh rồi. Bonsa Đa Huy nhìn thấy xanh xì và tất cả các dòng cây nhiều lắm quý vị ạ. Quý vị nhìn thấy này, và không những xanh xì mà còn những cây tùng lớn cũng rất là nhiều. Chào em. Chào vâng. Anh. Anh vẫn bình bình. Dạ vâng. Xa xa Bonsa Đa Huy nhìn thấy gã đầu bạc. Chào anh nhá. Chào Bonsa Đa Huy. Chào anh nhá. Chào em. Thưa quý vị, là không gian của triển lãm Long Biên ngay trước mắt chúng ta. Thế và hôm nay Bonsa Đa Huy gặp gã đầu bạc ở đây. Ngoài cái biệt danh gã đầu bạc thì nhìn vẻ ngoài chúng ta nhìn thấy rồi. Thế và còn mọi người còn biết đến là cái biệt danh là Vua Tùng. Thế và nói đến Vua Tùng thì anh ơi, cho anh cho em hỏi một câu là ở không gian triển lãm này em thấy là hai bên rất nhiều tùng. Có đến hàng phải đến ngàn cây, gần ngàn cây đấy, nhiều lắm. Toàn cây rất đẹp, thì có phải là cái tùng này là của anh không? Cái đấy câu hỏi là hay. Thực ra thì tất cả các cái cây tùng em đang nhìn thấy ở đây nó không phải là của anh. Đó là của một là như anh biết thì là của một là chủ nhân mới đầu tư thôi. Mới đầu tư và đem về quy hoạch ở đây cũng tương đối là lớn, dài gần như hàng cây số đấy vòng quanh. Vâng. Thế thì cũng chia sẻ với em là và mọi người đây không phải là vườn của anh. À thế hả? Nói thật là vườn của anh thì nó không được to thế này, anh chỉ có vài cây thôi. Đấy, anh khiêm tốn rồi. Thế và anh có biết các bạn ấy là đang văn phòng ở chỗ nào không anh? Nếu như mà nếu anh không nhầm ấy, thì em đi ra cái chỗ mấy cái ô tô trắng này kìa. À. Đấy, văn phòng đúng không? Ở đấy, em có nhu cầu gì thì em đi về đằng đấy. Thế thì em sẽ gặp các bạn ấy để chia sẻ trò chuyện một chút để xem là những cây những cái tùng to đẹp này thì khả năng là quý vị cũng rất cần những cái thông tin về về tùng. Đấy, em có thể đi. Cảm ơn anh nhé. Dạ vâng. Bonsa Đa Huy đã đến văn phòng cơ sở Tùng Nhật rồi quý vị ạ. Và Bonsa Đa Huy nhìn thấy có bốn anh em đây rồi. Em chào anh. Rồi, chào tất cả anh em nhé. Bonsa Đa Huy. Thì mình được gã đầu bạc giới thiệu là mình đến để tìm hiểu những cái thông tin về tùng một chút. Dạ vâng. Thì mấy em có thể là cung cấp cái thông tin cho mình và quý vị khán giả được hiểu hơn về cái công ty hay cái cơ sở Tùng Nhật của mình. Vâng, em chào anh và chào tất cả khán giả của kênh Bonsai Đức Huy. Hiện tại thì vườn bên em thì tại địa chỉ là số 12 Trần Văn Trà, ngay tại công viên Long Biên, chính gần khu triển lãm anh ạ. Thế là đây là cái công ty của mình là công ty bên em Tinh Hoa Viên đúng không ạ? Công ty Tinh Hoa Viên. Dạ. Thì chắc chắn là sẽ có nhiều những cái tác phẩm tùng tinh túy đây. Vâng anh ạ. Kính thưa quý vị, Bonsa Đa Huy sẽ đi cùng với ba anh em quý vị nhá. Bạn dẫn đoàn là em Trường nhỉ? Vâng, em Trường anh ạ. Trường có thể giới thiệu và chia sẻ một chút cái quy mô của đơn vị mình. Vâng. Thì cái em cho quý vị biết cái tổng diện tích của mình khoảng bao nhiêu nghìn mét vuông nhỉ? Diện tích tại vườn bên em thì khoảng là 15.000 mét anh ạ. 15.000 mét. Vâng. Thế và hiện nay thì cái số lượng tùng của mình hiện nay thì lên đến mấy trăm cây hả em? Hiện tại cả số lượng tùng và thông đen bên em là khoảng gần 1.000 cây. À, gần số lượng lớn cây. Quá nhỉ. Vâng. Thưa quý vị này, rất nhiều những cái cây tùng đẹp quý vị nhá. Những cây này thì những cái cây cao nhất của mình ở đây thì lên đến mấy mét ạ? Như cây này cao nhất thì khoảng gần 10 mét anh ạ. À, gần 10 mét. Vâng. Chắc phải đến 8-9 mét đúng không? Vâng. Thế mà đủ những cây dáng thế quý vị nhá. Chủ yếu là dáng trực, nhưng mà dáng hoành, dáng siêu có hết quý vị nhá. Cây nghệ thuật cũng có. Đây là cây nghệ thuật này. Quý vị biết là những cái cây như thế này, cây tùng như thế này thì làm rất công phu quý vị ạ. Để có cái bóng tán như này thì phải mất rất nhiều những cái thời gian. Mấy anh em có thể đi và có thể là cung cấp cho quý vị biết tham khảo một số giá của một số cây được không em? Vâng anh ạ. Ví dụ như cái cây tùng dáng trực này anh thấy rất là đẹp này. Vâng. Cây này thì em có thể chia sẻ cái thông số một chút. Thế và cái giá cây này thì hiện nay thì nó khoảng bao tiền? Em cũng chia sẻ với anh và tất cả quý vị khán giả thì với cây tùng này chiều cao là 5,5 m ạ. Vanh gốc lên tới 140.
Và hiện tại giá bên vườn cây này để cho khách là 500 triệu ạ. 500 triệu? Vâng. À. Anh thấy những cái cây như này thì anh thấy thị trường thì nghe mọi người đồn nó cũng tiền tỷ mà. Vâng. Thế tại sao mà để em lại báo 500 thì theo lại em là 500 thì ở cái mức giá như thế nào? Cũng em chia khẳng sẻ định là cái mức giá rẻ không? Vâng, cũng chia sẻ với anh và quý vị khán giả. Hiện tại nhà vườn Tinh Hoa Viên nhập từ tháng 2 của 2024. Bên em nhập với số lượng rất là lớn và nhập trực tiếp từ Nhật Bản về. À. Chính vì vậy mà sẽ đưa một cái giá tốt nhất cho tất cả khách, các bác yêu cây cũng như là các bác đi chợ để có một cái giá tốt nhất để anh em có thể sở hữu được những cây tùng như này. À. Thì cũng khẳng định với anh và tất cả các quý vị khán giả thì hiện tại bên em với chính sách là giá tốt nhất thị trường, giá tốt nhất thị trường đến tất cả các bác ạ. À thế hả? Vâng. Cam kết là giá tốt nhất đúng không? Vâng. À. Quý vị nhìn thấy rất nhiều tùng đây. Bên này cũng có cây tùng rất là đẹp. Chào anh nhé. Vâng. Chào anh nhé. Cây tùng Giáng Trực bên này thì nó cái mức giá thì nó tầm nào em? Nó cao hơn hay thấp hơn cây vừa rồi? Với cây này ạ. Với cây này thì với chiều cao cũng khoảng 5,5 m. Và vanh gốc thì nhỏ hơn một chút ạ. Và thoát thân là trên 1,5 m thì cây này thì giá thấp hơn cây kia một chút anh ạ. À, thấp hơn cây kia. Vâng. Vâng. Anh thấy ở ngoài này này có mấy cái tùng khủng lắm này. Vâng. Trường ơi, Trường, anh thấy những cái cây tùng này phải nói là siêu đẹp luôn này. Vâng. Cái này thì anh đánh giá rất là cao. Dạ. Bóng dáng tổng thể. Thì những cái cây như thế này thì có lẽ là mọi người chỉ quan tâm về giá thôi. Vâng. Bởi vì bóng dáng anh thấy rất là đẹp rồi. Vâng ạ. Thế thì em có tiện chia sẻ những cái mức giá mà em cung cấp đến khách hàng là nó khoảng bao nhiêu? Với một cặp như này, chiều cao cũng khoảng trên 5 m và vanh gốc khoảng 140. Thì với những cây này hiện tại nhà vườn bên em đang để cho khách hàng là khoảng hơn 600 một chút. À. Vâng. Những cây này là bonsai Ruby đánh giá rất cao quý vị nhé. Đẹp lắm quý vị ạ. Đây có hai cây quý vị này. Cây này cũng rất là đẹp quý vị này. À là một cặp luôn hả? Vâng. Chơi một cặp này thì phải nói là đẹp mỹ mãn rồi. Mà cái mức giá thì vừa em chia sẻ là trên 600 hả? Dạ vâng, như cái này là trên 600 một chút ạ. Đấy, chỉ như vậy thôi. Còn bên này còn rất nhiều quý vị này. Nhưng mà Sa Đô Huy với cái tổng diện tích thì lên đến 15.000 nhỉ? 15.000 anh ạ. 15.000 thì không thể đi hết được quý vị nhá. Thế nhưng Bonsai Đô Huy sẽ quay cho quý vị một cái không gian này, góc nhỏ này. Thì phần nào quý vị yêu cây cũng đã cảm nhận được cái quy mô của đơn vị Tùng Nhật. Thế mà Trường ơi, thì cái giá thì em đã cung cấp rồi. Dạ. Và cái số lượng em cũng đã chia sẻ cho quý vị rồi. Thế nhưng mà cho anh hỏi em một câu, chắc là mọi người cũng đang quan tâm. Vâng. Cái chế độ chăm sóc, bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên với những cái cây tùng này khi em bán cho khách thì như nào em? Em cũng chia sẻ với anh là hiện tại nhà vườn Tinh Hoa Viên em thì sẽ bảo hành một đổi một cho tất cả các khách hàng một năm. Tức là một năm là cây có không may có bị vấn đề gì thì bên em sẽ bảo hành một đổi một cho khách hàng. Và đổi với những cái giá trị tương đương hay là như thế nào? Giá trị tương đương luôn ạ. À, đấy, đấy, đấy. Và định kỳ một năm hai lần bên em sẽ có các bác thợ sẽ xuống chăm sóc và cắt tỉa trực tiếp cho khách hàng. À vâng. Nghĩa là mình có những cái đội ngũ thợ giỏi để duy tu bảo dưỡng thường xuyên. Đúng cho rồi khách anh hàng ạ. Đúng không? Đúng rồi anh ạ. Thì cái đó là cái mà mọi người cũng chơi nhưng mọi người cũng quan tâm cái điều đó. Thì Bonsai Đô Huy thấy cái đơn vị Tinh Hoa Viên làm được cái điều đó, cái đó là rất là chuyên nghiệp. Bởi vì không chỉ là bán xong đâu, nhận tiền xong đâu. Đúng rồi anh ạ. Mà còn phải chăm sóc, bảo dưỡng, giúp khách hàng. Bởi vì khách hàng là người chơi, người thưởng lãm những cái đẹp. Nhưng cái kiến thức của họ thì chắc chắn là vẫn còn thiếu rất là nhiều. Thì mình là phải người giúp đỡ khách hàng cái điều đó. Quý vị thấy này, đầy đủ những cái cây lớn, cây nhỏ và đầy đủ những cái sai cây.
Thế thì em có thể báo giá những cái cây mà nó tầm trung và rẻ rẻ một chút, một số cây, thì cho quý vị ước lượng. Đây ví dụ đây anh ạ, em anh và quý vị đi theo em. Chúng ta đi theo bạn trưởng quý vị nhé. Ở đây anh ạ. Chúng ta lạc vào biển tùng quý vị ơi. Vâng. Ví dụ như với một cây tùng La Hán chiều cao là 4,5 m như thế này, vanh gốc 97 và có một cái tay bay để đón khí cho khách hàng, bông tán thì rất là mịn anh ạ. Thì với cái cây này thì giá bên em đang để cho khách chơi ạ là trên 200 triệu một chút. À, trên 200. Dạ. Đúng không? Vâng. Thế thì cũng rất là ok quý vị ạ, mức giá. Đây có phải một cặp không em? Đúng rồi anh ạ. Ví dụ như cặp này thì do các bác nghệ nhân từ Nhật Bản về hoàn thành khoảng 1 tháng nay rồi anh ạ. Thì với cặp này thì với giá tiền tầm trung anh ạ chỉ khoảng hơn 100 triệu thôi. Hơn 100 là một cặp hay một cây ạ? Một cây anh ạ. À, một cây ạ. Thì các bác sẽ sở hữu được một cái tùng La Hán với chiều cao là 3,5 m. Đây. Bông tán thì cũng rất là mịn mà, anh có thể quan sát phát thân và rất là già các bác nhé. Những cái vanh thân này thì anh ước chừng khoảng độ tràn 100 một tí đúng không? Vâng, không, cái này thì khoảng là trên 70 anh ạ. 70, vâng. Vanh trên 70. Thế và cái số điện thoại mà để khách hàng liên lạc với đơn vị mình thì thông qua cái số điện thoại thằng nào em? Số điện thoại của em là 0964 033 786, em Trường ạ. À, em Trường, dạ. Rồi cảm ơn em nhé. Vâng. Kính thưa quý vị, Bò Sát Đá Huy vừa cùng em Trường đi chia sẻ và giới thiệu quý vị một số những cây tùng. Và quý vị phần nào cũng đã cảm nhận được cái quy mô của đơn vị Tùng Tinh Hoa Viên. Và địa chỉ thì ngay công viên Long Biên, thành phố Hà Nội. Và quý vị có nhu cầu thì quý vị đến đây sẽ có đầy đủ những cây tùng với đầy đủ những cái dáng thế, với đầy đủ những cái size, với đầy đủ những cái mức giá cho quý vị lựa chọn. Và đến đây thì Bò Sát Đá Huy xin được cảm ơn nhé, cảm ơn hai anh em nhé. Em cảm ơn anh và cảm ơn anh em. Và Bò Sát Đá Huy xin được cảm ơn quý vị và xin phép quý vị được dừng lời đây. Chào tạm biệt quý vị. Em chào anh ạ. Chào.